hé lộ cái chết bí ẩn của Lê Lai, vị anh hùng đứng sau các chiến tích lẫy lừng của Lê Lợi. Câu chuyện hy sinh thân mình cứu Lê Thái Tổ, Lê Lợi thoát khỏi vòng vây quân Minh của Lê Lai được đời sau truyền tụng gọi là Lê Lai cứu Chúa. Tuy nhiên, cái chết của ông vẫn còn là một điều bí ẩn và chưa rõ ràng đối với nhiều người. Lê Lai là một viên tướng nổi tiếng của khởi nghĩa Lam Sơn, có công lao rất lớn giúp đỡ Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, gây dựng sự nghiệp. Câu chuyện ông hy sinh thân mình cứu Lê Thái Tổ thoát khỏi vòng vây của quân Minh được đời sau truyền tụng gọi là Lê Lai cứu Chúa. Ông được đời sau so sánh như Kỷ Tín đã giúp Hán Cao Tổ đánh cháo mà thoát thân. Hình ảnh Lê Lai luôn được ca tụng và ghi nhớ, một tượng đài đáng ca ngợi về tấm lòng trung quân báo quốc. Lê Lai sinh ra ở thôn Dực Tú, xã Đức Giang, huyện Lương Giang, nay là thôn Thành Sơn, làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Là con của Lê Kiều, nối đời làm chức phụ đạo trong vùng. Ông có người anh lớn tên là Lê Lạn. Lê Lai tính cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả lẫm liệt, lo việc hậu cần cho Lê Lợi. Năm 1416, ông cùng Thái Tổ và các tướng lĩnh khác tham gia hội thể Lũng Nhai, thề sống chết có nhau, nguyện chung sức đánh đuổi quân Minh đang cướp phá. Ông được ban tước quan nội hầu, tổng quản của phủ đô tổng quản. Câu chuyện Lê Lai cứu Chúa được sách Lam Sơn Thực Lục chép ghi lại như sau. Bấy giờ, nghĩa quân Lam Sơn lực lượng còn yếu, thiếu lương, thường bị quân Minh đánh bại. Nhà vua bèn với các tướng mà bảo rằng, ai có thể thay mặc áo vàng của trẫm, lĩnh 500 quân, 2 thớt voi đánh vào thành Tây Đô, thấy giặc ra đối địch thì tự xưng tên, ta là chúa Lam Sơn đây, để cho giặc bắt, cho ta được nấu mình, nghỉ binh, thu họp cả quân sĩ để mưu tính việc về sau. Các tướng đều không dám nhận lời, chỉ có Lê Lai thưa rằng, tôi bằng lòng xin thay mặc áo nhà vua. Ngày sau bệ hạ gây nên đế nghiệp, có được thiên hạ thương đến công tôi, cho con cháu muôn đời được chịu ơn nước, đó là điều tôi mong mỏi. Nhà vua lạy trời mà khấn rằng, Lê Lai có công thay đổi áo, sau này chấm cùng con cháu và các tướng tá hay con cháu các công thần, nếu không thương đến công ấy thì xin đền đài hóa ra rừng núi, ấn vàng hóa ra đồng sắt, gươm thần hóa ra đao binh. Nhà vua khấn xong, Lê Lai liền đem quân đến cửa trại giặc kêu chiến. Giặc cậy quân mạnh xông đánh, Lê Lai cưỡi ngựa phi vào giữa trận giặc nói rằng, ta đây là chúa Lam Sơn. Giặc bèn xuống lại vây, bắt lấy đem về trong thành xử bằng hình phạt cực tàn khốc. Cái chết của Lê Lai vẫn còn là điều bí ẩn chưa rõ ràng. Sách Lam Sơn Thực Lục biên soạn sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, lúc Lê Lợi đã lên ngôi hoàng đế, là tài liệu đầu tiên ghi nhận việc Lê Lai liều mình cứu chúa và anh dũng hy sinh năm 1418. Các sách khác như Đại Việt Thông Sử, Lam Sơn Thực Lục Tục Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng đều chép chuyện Lê Lai hy sinh. Trong đó Đại Việt Thông Sử chép chi tiết nhất, đó là cơ sở về mặt thư tịch để các nhà sử học khẳng định việc Lê Lai hy sinh năm 1418. Nhưng trong bộ quốc sử lớn nhất thời phong kiến là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, việc Lê Lai hy sinh không được nói đến. Chẳng những thế, ở phần biên niên về tháng Giêng năm 1427, sách này còn viết: giết Tư Mã Lê Lai, tịch thu gia sản vì Lai cậy có chiến công, ăn nói ngạo mạn. Dựa vào chi tiết này,
có người cho rằng Lê Lai không chết trong lần cải trang cứu Chúa năm 1418 mà đến năm 1427 mới mất. Sự thật là có đến hai Lê Lai. Thực ra chỉ dựa vào một câu trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để phủ nhận ghi chép của những quyển sử khác là điều phiến diện. Ghi chép của sách này dẫn người đọc đến việc suy đoán nước đôi. Lê Lai chết năm 1427 hoặc năm 1418. Sách này không chép chuyện Lê Lai cải trang phá Vây nên càng khó để xác định Lê Lai của năm 1427 là Lê Lai của năm 1418. Vì vậy, nếu muốn khẳng định rằng Lê Lai còn sống sau lần phá Vây và đến năm 1427 mới chết theo quan điểm của một số người, thì phải chứng minh được Lê Lai trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lê Lai trong các sách như Lam Sơn Thực Lục chỉ là một người. Về sự kiện năm 1418, Đại Việt Thông Sử chép: Lê Lai tự nguyện thay đổi mặc áo bào nhà vua, xưng là vua Lê ở Lam Sơn, dẫn quân ra đánh nhau với quân Minh. Lê Lai chống cự đến kiệt sức thì bị bắt, quân Minh dẫn Lê Lai về thành Đông Quan giết chết. Đế Kỳ Thái Tổ Thượng ở phần liệt truyện về Lê Lai, sách này còn chép: Lê Lợi sai người ngầm tìm thi hải Lê Lai đem về Lam Sơn hậu táng. Về sự kiện tháng Giêng năm 1427, sách này chép: Viên Tư Mã là Lê Lai cậy có chiến công thường thốt ra những lời khinh nhợn. Vua chỉ Lê Lợi sai xử tử và tịch thu gia sản. Vậy là sách này đã chép rõ cả việc Lê Lai chết năm 1418 và Lê Lai chết năm 1427. Hai sự kiện trên cũng được sách Lam Sơn Thực Lục tục biên chép tương tự. Ngoài ra, gia phả dòng họ Lê Lai ở Dực Tú, Thanh Hóa cũng chép chuyện Lê Lai chết vì nước năm 1418. Truyền thuyết dân gian cũng nói đến việc Lê Lai liều mình cứu Chúa rồi bị kẻ thù giết chết. Như vậy có đủ cơ sở để khẳng định Lê Lai đã hy sinh năm 1418. Và trong hàng ngũ nghĩa quân cùng có hai người mang tên họ là Lê Lai. Có thể trùng tên trùng họ hay trùng tên khác họ nhưng được ban quốc tính họ Lê. Viên Tư Mã Lê Lai của năm 1427 hoàn toàn không phải là Lê Lai cứu Chúa bị quân Minh giết hại năm 1418. Như vậy, chính xác Lê Lai đã xả thân cứu Lê Lợi năm 1418, còn nhân vật Lê Lai thứ hai bị giết năm 1427 thực ra là một người khác trùng tên. Lê Lợi và Lê Lai không hề có quan hệ ruột thịt. Lê Lai sống ở thế kỷ 15, là con của Lê Kiều, người thôn Dực Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang, nay là thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn viết: Lê Lai tính cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả, lẫm liệt, lo việc hậu cận cho Lê Lợi rất chu đáo, công lao rõ rệt. Lê Lợi sinh năm 1385, là con thứ ba của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh tại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, nay là xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trưởng thành trong thời kỳ nhà Minh đô hộ nước Việt, Lê Lợi đã tổ chức cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân Minh. Lê Lai và Lê Lợi không hề có quan hệ ruột thịt như nhiều người vẫn lầm tưởng từ trước đến nay họ là hai anh em. Suốt những năm ở ngôi vua, Lê Lợi tức Lê Thái Tổ luôn nhớ ơn vị tướng ngày trước đã hy sinh thân mình cứu ông thoát nạn, lập được Giang Sơn. Đến lúc sắp chết, Lê Lợi vẫn dặn con cháu rằng ông có được ngày hôm nay là nhờ Lê Lai, do đó phải làm dỗ Lê Lai trước để vị tướng này được hưởng lễ trước vua.
Ngày 22 tháng 8 năm 1433, Lê Lợi mất. Các vua nối ngôi theo lời dặn của ông đã cúng Lê Lai vào ngày 21 tháng 8. Từ đó dân gian có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Năm 1484, Lê Thánh Tông, vị vua thứ 5 của triều Hậu Lê, đã truy tặng Lê Lai là Thái úy Phúc Quốc Công, sau lại gia phong là Trung Túc Vương. Lê Lai có 3 người con trai là Lê Lư, Lê Lộ và Lê Lâm, đều theo cha gia nhập nghĩa quân của Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh. Theo tác giả Mạnh Quân, từ website Trí Thức Trẻ, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.